Chuyển sang những thông tin quốc tế. Chưa đầy một ngày sau khi tàn bạo hành quyết con tin phương Tây thứ ba, tức là con tin đầu tiên của Đức Anh, tổ chức Hồi giáo IS lại tiếp tục tung video cảnh cáo London rằng nạn nhân tiếp theo lại là một công dân người Anh. Điều đáng nói, theo dự đoán của các nhà phân tích, tổ chức Hồi giáo IS có thể đang giữ 24 con tin phương Tây, trong đó chủ yếu là những nhân viên cứu trợ, nhà báo và những chiến binh thánh chiến người Anh muốn trở về nhà sau khi bị ép giết người. Vào cuối đoạn video chặt đầu công dân Anh đầu tiên là David Haynes do IS tung lên mạng hôm 13 tháng 9. Một con tin khác cũng là người Anh được xác định là Alan Henning đã được đưa ra và người đàn ông đeo mặt nạ nói rằng ông sẽ bị giết nếu Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống lại tổ chức Hồi giáo. Gia đình của Alan Henning, 47 tuổi, cho biết ông Henning đến Syria vào tháng 12 năm 2013 cùng số hàng cứu trợ mà Anh gửi đến Syria. Henning sau đó đã bị bắt cóc bởi các tay súng bịt mặt gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Henning vốn là một lái xe taxi ở thành phố Manchester và đã có hai con. Theo Daily Mail, Alan Henning có thể đang bị giam giữ bên trong hệ thống đường hầm ở thành phố Raqqa, một trong những thành trì của lực lượng nổi dậy ở phía bắc Syria. Trước áp lực ngày càng tăng mà Thủ tướng Anh thúc giục, các chuyên gia Anh đang tính toán các kế hoạch có thể phải tiến hành các chiến dịch giải cứu cực kỳ mạo hiểm để cứu lấy Henning. Hiện họ đang sử dụng các thiết bị nhận giọng tân tiến để xác định vị trí của chiến binh John người Anh, cho rằng khi phát hiện ra tên John thì những con tin khác, trong đó có Henning, sẽ ở gần đó. Trong một diễn biến quân sự cực kỳ nhanh chóng của quân đội Anh, ngay sau đoạn video được tải lên, một loạt máy bay không người lái, tên lửa, hàng chục chiến đấu cơ RAF Tornado đã được điều đến Iraq và đảo Ship để chuẩn bị cho các cuộc không kích sắp tới. Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron đêm hôm 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam đã triệu tập cuộc họp khẩn lãnh đạo tất cả các bộ ngành và các quan chức quân sự cấp cao và tuyên bố sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho đất nước. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để truy lùng những kẻ giết người này và đảm bảo rằng chúng phải đối mặt với công lý, dù có mất bao lâu đi chăng nữa. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 9 đã lên án vụ sát hại nhân viên cứu trợ người Anh David Haynes do nhóm phiến quân Hồi giáo IS thực hiện.